Thưa các bạn, bạo lực gia đình đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng trong xã hội Việt Nam chúng ta. Điều đáng nói là số vụ bạo hành gia đình liên tục tăng cao qua từng năm. Trong đó nạn nhân vẫn là phụ nữ, trẻ em và người già. Vậy giáo huấn xã hội nói gì về điều này? Trước hết, giáo huấn xã hội Công giáo tại số 58 và 59 trong sách DOCAT khẳng định Thiên Chúa tạo dựng tất cả mọi người theo hình ảnh của Ngài, và vì thế tất cả đều được ban tặng cùng một phẩm giá không thể bị tước đoạt, bất kể giới tính, dân tộc, tôn giáo hay màu da. Đây là chân lý nên cần phải loại trừ những bất công do phân biệt giữa các giới tính hoặc các dân tộc để đảm bảo sự phát triển cá nhân, cơ hội bình đẳng, và như vậy cũng là đảm bảo phẩm giá của mọi con người. Nói cách khác, dưới cái nhìn của Chúa, nam và nữ đều có phẩm giá làm người như nhau. Thiên Chúa tạo ra con người cụ thể với nam và nữ chứ không có trừu tượng. Ngài dựng nên những con người với ý định để họ sống vì nhau và cần đến nhau, mà không để một giới thống trị hay loại trừ giới kia ra bên lề. Do đó là nam hay nữ không chỉ có nghĩa là nhận một vai trò riêng biệt, mà còn hơn thế nữa. Theo quan điểm của Kitô giáo, mối tương quan yêu thương giữa người nam và người nữ còn là biểu hiện sự hiệp thông giữa các ngôi vị Thiên Chúa. Riêng đối với các trẻ em, những thành phần yếu thế trong xã hội, ngoài việc phải tôn trọng vì phẩm giá của chúng, các trẻ em cần phải được kiện toàn và bảo vệ bằng mọi cách. Vì như mẹ Teresa Cancuta đã nói, mỗi đứa trẻ là quà tặng quý giá nhất mà Thiên Chúa dành cho gia đình, cho dân tộc, cho thế giới này. Nói cách khác, trẻ em là tương lai của nhân loại. Do đó cần phải phát động một chiến dịch mạnh mẽ ở mức độ quốc gia và quốc tế để chống lại các vụ vi phạm phẩm giá trẻ em nam nữ đang diễn ra qua nạn khai thác mại dâm trẻ em và đủ các dạng bạo lực khác, cũng như để phổ biến thái độ tôn trọng phẩm giá và quyền lợi của mỗi đứa trẻ. Tóm lại, bạo lực gia đình dù dưới bất kỳ hình thức nào, dù là bạo lực bằng ngôn từ như chửi bới, lăng nhục, lăng mạ hay bằng vũ lực, thì cũng đều bị lên án vì nó xúc phạm tới phẩm giá của con người. Nó đi ngược lại với giới răn yêu thương của Chúa và làm cho xã hội trở nên băng hoại.